Hầu hết các trận đấu tại World Cup 2014 đều diễn ra vào giờ làm việc của người Mỹ. Đây là sự kiện thể thao thu hút nhiều người xem nhất tại Mỹ vào mùa hè này. Nhiều người lựa chọn phương thức xem trực tuyến trên internet vì tính tiện dụng của nó. Lượng người truy cập internet để xem trực tuyến các trận đấu World Cup 2014 đã tăng kỷ lục. Theo ESPN, có đến hơn 30 triệu người truy cập chỉ trong vài giờ diễn ra trận đấu con số này vượt xa với 20,4 triệu người xem tại Olympic mùa hè năm 2012 và 10,8 triệu người xem tại kỳ Olympic mùa đông diễn ra vào năm ngoái. Trận đấu giữa tuyển Mỹ và Đức ở vòng bảng đã thu hút rất nhiều người xem, khiến cho đường truyền tắt nghẽn vì quá đông lượng truy cập với 1,7 triệu người xem toàn bộ trận đấu. Theo Nielsen công bố, trận đấu vòng bảng giữa tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha cũng thu hút gần 1,1 triệu người theo dõi. Con số này chiếm 10% tổng số người xem truyền hình trực tuyến. Trận đấu giữa tuyển Mỹ và Bỉ diễn ra vào hôm thứ Ba đã thu hút 1,5 triệu lượt xem. Tuy trận đấu này đội tuyển Mỹ đã dừng chân trước tuyển Bỉ, nhưng không vì thế mà lượng truy cập sụt giảm. Rõ ràng World Cup là sự kiện thể thao thu hút nhiều người xem nhất tại Mỹ thời điểm này. ESPN thống kê có đến 1,8 tỷ người xem trực tuyến mỗi phút và 29,8 triệu người xem trực tuyến mỗi giờ.